Nay tóc khô dữ rồi, giật đau lắm đó anh Quyến. Ừ. Đau không? Có đau không? Không. Nó tôi giật con tâm đã ngứa quá trời. Nay ông Tâm thả ông về sớm quá vậy? Tâm này về sớm rồi. À, tao hả? Ừ. Chắc là về tao về về chứ Tâm là gì có quyền quản lý ta. Tâm là phải theo tao chứ tao không theo Tâm. Chánh hàng hết chưa? Mai nữa. Phải đúng hết tuần mới được hả? Ừ. Trên đây quá trời anh Quyết. Ừ. Thường là trên đỉnh đầu nó càng nhiều. Mấy cọng trên đây giật mới đã. Nhổ ông Tâm hết luôn rồi đó. Tâm nó ít tuổi mà nó hồi là bằng tuổi nó tao còn chưa có tóc bạc. Sang năm mấy tuổi là bắt đầu là từ năm mấy trở đi mới bắt đầu bạc ấy.